xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Đây, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một video cắm trại cho anh em xem. Có rất là nhiều bạn bảo mình là: anh ơi, anh hãy cắm trại trên mặt biển, cắm trại trên cây, cắm trại trên mặt trăng và cắm trại ở trên dung nham đi. Thì mình nghĩ lúc đầu là những cái thử thách này cũng hay đó, thì mình mới quyết định hôm nay mình sẽ cắm trại ở trên dung nham nha anh em. Như anh em cũng đã biết thì lúc trước mình đã từng làm video cắm trại dưới địa ngục và cắm trại ở dưới biển rồi. Thì những bạn nào mà chưa xem hãy kéo xuống phần mô tả để bấm vào xem nha. Đây chính là hình ảnh của hai video đó nè. Ok, thì bữa nay mình sẽ tiếp tục cắm trại. Thì lần này mình sẽ cắm trại cũng ở dưới địa ngục, nhưng mà nó sẽ khác ở chỗ là mình sẽ cắm trại ở trên cái mặt của dung nham, chứ mình không phải là cắm trại ở trên không phải là cắm trại ở trên mảnh đất của địa ngục. Anh em có hiểu không? Có nghĩa là mình sẽ cắm trại ở trên cái mặt của dung nham luôn. Có nghĩa là bọn mình sẽ đứng ở trên dung nham luôn. Anh em thấy là hôm nay để đứng được trên dung nham, bọn mình sẽ sử dụng đến con kỳ lân đó. Con kỳ lân này thì anh em, những bạn nào mà chưa biết á, thì con kỳ lân này chúng ta có thể dùng nó để đứng ở trên dung nham được. Bởi thế nên mình sẽ sử dụng nó để đứng trên dung nham và cắm trại ở trên dung nham nha. Ok, anh làm gì vậy? Thế nên là nãy giờ nó dí anh, giờ này anh mới la hả? Đánh nó. Đi ra chỗ khác, nhanh, ngay lập tức. Nên đi qua nhìn mặt nó cái, say hello cái mà nó dí anh lấy giờ luôn á, không tin được. Dí nó đi, phụ em nó trâu à. Nhưng mà anh quay lại nó cắn anh chết rồi, mì rồi hóa thành con vịt dày sao? Ok rồi, em dí nó rồi. Rồi ok, bây giờ bọn mình sẽ đi cắm trại nha. Ủa cái gì sao lắc vậy ta? Ok, bây giờ bọn mình sẽ đi cắm trại nha anh em. Thì mình sẽ cắm trại cùng với anh Mr. Vịt với lại Timmy TV. Timmy lên áo tàng hình rồi. Ủa? Timmy ơi. Ủa Timmy rồi. Ôi, lên áo tàng hình không biết trả lời. Timmy thích chơi lên bên huyền thoại. Timmy thích đánh cân tướng Timu á, thế là đứng 1, 2, 3 tàng hình mất luôn. Ủa? Ôi, mà Timmy đâu anh? Mà Timmy á, hôm nay có lịch hẹn là đi cắm trại cùng cả Hero Team nè. Mà cuối cùng là bà ấy kêu là bà ấy bị bệnh gì mà ho sốt rồi sổ mũi viêm họng rồi mà bị gọi là hôi nách thủ chân gì nhiều bệnh lắm. Không phải, em nhớ rồi. Bà đi vào bệnh viện á thì cái chuyện á là như vậy nè. Cách đây một ngày trước. Là con gái thực sinh. Là con gái. Đó, mình thấy chưa? Trời ơi, số bả xui ghê luôn anh. Rồi, số này là số hoặc là số không quay được video rồi. Thôi nói chung là bây giờ bọn mình đi cắm trại đi cắm trại cho các bạn xem. Ok. Và hôm nay chúng mình sẽ thực hiện buổi cắm trại trên mặt của dung nham. Đây là rương đồ của em nè. Đó, đem lấy đồ nha. Vịt cũng lấy đồ đi anh. Lấy đồ quá vậy? Thôi, rương của anh là anh biết sao không? Tại vì em là cái người quay video, còn anh đâu có quay đâu. Bởi thế nên là em sẽ là người quay video, cho nên em sẽ tổ chức cắm trại cho anh, là em sẽ gọi là em sẽ là người trồng cây, làm hết tất cả mọi thứ luôn. Anh chỉ cần đi theo em và vui chơi thôi. Thấy em tốt bụng không? Em là người quay video. Đúng rồi. Em nhiều đồ hơn. Đúng rồi. Ok các bạn, và hiện tại nếu các bạn thích video này nhớ lại cho mình một like, một subscribe nha. Và bây giờ chúng mình sẽ kết thúc video đây. Tao đi là trời ơi, cái gì mà kết thúc chứ gì đâu. Phân biệt chủng tộc đáng nghĩa là hòm của ai cũng phải nhiều đồ như nhau. Hòm của vịt phải nhiều đồ hơn, bởi vì anh lớn tuổi hơn, anh già hơn thì phải kính láo đắc thọ. Biết điều tôn trọng người lớn đấy là kính láo đắc thọ. Khỏi thì gọi là chớ mày mắc nhọ. Hay đi, sai đi nè, em sai cổng địa ngục nè. Anh em mình bắt đầu đi xuống địa ngục cắm trại nè, thiệt chứ. Ủa đây là phải xuống địa ngục cắm trại thiệt luôn hả? Thiệt, cắm trại dưới địa ngục mà lỡ hứa với mấy bạn rồi. Đây đã, sao nha. Mấy bạn tao mắt mình cắm trại với chỗ nó kỳ cục quá đi. Ôi giời, lôi con bò này xuống cắm trại cùng đi. Ai, tào lao, mang con kỳ lân nè, mang con kỳ lân theo đi cắm trại chung. Đây ok đây nha. Bầm bầm bầm. Thôi đừng im. Gì kìa, sao mà chơi đây được. Bày thôi, đừng im. Xuống đi bạch. Rồi xong luôn, okay, rồi xong luôn. Các bạn ơi, mình chưa kịp ăn sao luôn. Mất hết đồ rồi, lấy làm thế tạm đồ rồi, Timmy xài đi. Ôi vậy, thôi giờ mình tạm lấy tạm cái cục màu hồng của Timmy luôn đi. Mình hơi bê đê tí hiểu không? Sẽ có play Timmy đồ các bạn. Đó. Ok. Làm gì có đất để mà cắm trại đâu. Đấy, chúng ta sẽ cắm trại, không phải cắm trại trên đây. Chúng ta sẽ cắm trại ở dưới cái mặt, cái dung nham này luôn nè. Thôi tào lao cắm xuống chết sao? Thiệt, chúng ta sẽ sử dụng con kỳ lân để cắm nè. Đây em cho anh coi nè, con kỳ lân nè. Đâu đây con kỳ lân này không? Con kỳ lân nó có thể đi được ở trên dung nham này thấy không? Ghê không? À. Ủa hả? Ủa đi dung nham là ơi dung nham, đâu anh chạy mất rồi. No. Đó con kỳ lân của anh đâu? Đặt ra. Đặt ra nhưng mà từ đó đập bốn nó cứ bật lóc rồi đã. Bây giờ đi mà cứ kỳ lân vừa đi vừa xây nhà hả? Đúng rồi. Thiệt luôn. Đúng rồi. Rồi, thử anh thử cưỡi đó. Cứ được rồi, thịt cưỡi đi. Đây. Mình sẽ gọi là sử dụng kỳ lân này, mình vừa đi vừa xây nhà các bạn. Đó các bạn thấy không?
cực kỳ công hiệu. Bây giờ đặt cái này ra, đặt này dài dài ra để mình xây nè. Đó, xây phải xây trên mặt nha, tí nữa chúng ta sẽ đập ra nha. Đó. Ủa xây gì xây đường dài vậy? Không, xây ra để cho nó trên mặt thôi. Chúng ta sẽ đặt đi thế này nè, đó. Ủa tí kia không xây lều hả? Xây lều nè, xây nè. Đó các bạn ơi, ôi nhưng mà sử dụng con kỳ lân này khó quá, mới có lại kỳ lân này mới. Bạn nào có kỳ lân nhớ để có mình nha, mình chưa có kỳ lân bao giờ mình xây khó quá. Trời đất ơi. Ê, rồi xong. Cái gì té hoài vậy? Trời ơi trời. Có chân chết kỳ lân vậy? Lơ. Nhảy xuống cái không có kỳ lân cái chạy đứt chết luôn. Đó. Ôi. Ấn F5 cho dễ đặt đi. Đó, ấn F5 cho dễ đặt đi. Đó, rồi. Như này, tèn. Hôm nay Mr. Việt sẽ có play team middle cho bạn. Đó, nhưng mà mình không tàng hình. Đó. Ai ở đây rồi. Xây ra nè. Ấy sao anh xây cái quái nó cứ tùm lum vậy. No. Rồi ok, mày quá tí đi chết. Và có đó. có giường ngủ hay có gì chưa? Chưa có giường gì hết luôn á, có mỗi hai cái bóng đèn lắp vô hai cái mắt thì hai cái đèn pha luôn. Đó. Ok, đây rồi, để em xây ra cái nè. Em có giường à? Bây giờ cái nhưng mà giường ở dưới này có ngủ được không cha? À, không biết, thì cứ đặt ở lại đi. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục leo lên con ngựa. Ôi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ xây một cái gì ta? Cái này bắt đầu chúng ta sẽ xây ruộng đi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình xây ruộng nha. Đây em cứ chuẩn bị cỏ nè, chúng ta sẽ xây nha. Đó, xây nè. Đó, đứng ở trên dung nham xây luôn, anh em thấy không? Đó, đúng chất cắm trại dung nham luôn. Cắm trại trên dung nham luôn nha các bạn. Đó, thu hoạch trên dung nham luôn, sống trên dung nham rồi đi toilet trên dung nham luôn. À đúng rồi. Ok, khó xây quá thì mình sẽ để gì cho dễ xây nè. Đó, rồi. Ok từ xem nha. Thế nên là em mới kêu anh là chuẩn bị quà sao? Ơ chết đặt ngược rồi. No. Không sao cả, để đi. Bây giờ anh sẽ triệu hồi lại con ngựa này đó, là anh sẽ nhảy được lên trên này. Mình cần nhảy lên trên này để mình gọi là xây trên này các bạn. Đó, xây trên này. Như thế này đó, mình lắp cái mái thôi. Xong. Cuối cùng thì mất tận vịt. Ôi, phong ơi. Ở đằng kia có mấy con người xương kìa. Đó, nó đứng trên bờ kìa. Đó, thấy không? Kìa. Ai tao lao rừng qua được bắn mình thế sao á? Đúng rồi, đúng rồi. Đây bây giờ mình sẽ bỏ nước vào trong đây nè, chúng ta sẽ bắt đầu làm cái ruộng nha vịt. Đây. Ủa sao em mang một cái bánh mày bắn đây làm chi vậy? Để đặt nước. Trời ơi, cái này mình xuống dung nha, mình xuống dưới địa ngục mình phải có cái này mình mới đặt nước ra được nè. Tích nè. Đó, nước thấy không? À, ghê không? Ồ được luôn. Hay à, có nước rồi thấy không? Bây giờ chúng ta có thể lấy nước hết mấy cái này thành cái đá này nè. Ờ vậy chúng ta có thể trồng cây được rồi đó. Bây giờ em sẽ chế thành bàn chế tạo cho anh nè, xong cho anh ít gỗ để anh chế tạo với em nè. Đặt nó đâu đây? Đặt đây đi. Rồi. Đó, ok bây giờ chúng mình gọi là đã hoàn thành xong hai cái căn lều các bạn. Và bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục gọi là xin ruộng để kiếm đồ ăn nhé bạn. Ủa có lửa không? Nè vật, cầm đi anh. À, phụ đâu em đào. Đào hả? Ok. Đó, bây giờ chúng mình sẽ đào đây. Ủa mà em trồng tính trồng gì hả? Trồng lúa. Trồng lúa hả? Đúng rồi, có lúa nè. Lúa hoài chả lắm. Làm bánh mì ăn chứ bây giờ ở dưới địa ngục trồng cái gì? Trồng dưa hấu hả? Trồng dưa hấu nó cháy mất á. Nên chắc hay trồng lúa thôi, chúng ta làm bánh đó, mì. Ok, và bây giờ chúng mình đã gọi là xong một cái ruộng lúa ở dưới địa ngục. Không thể tin nổi, lần đầu tiên trong cuộc đời không thể tin. Ấy, cái cục này nó vẫn bị đốt cháy này, thôi cắm nó vào đây. Đó, cắm vào đây là mình sẽ gọi là không bị đau nướng. Mình nhìn là sai bóng. Ôi, cháy ruộng, no, cháy ruộng rồi. Bịch lấy luôn. Mình vừa bón xong mình lấy liền nhanh. Không thôi, bị cháy mất á, trời ơi. Bón đi, trời ơi, anh làm gì có phân đâu. Vứt cho cục phân, nhầm lại tí cục ấy. Nè. Và bây giờ các bạn ơi, chằm cắm như này thì nó sẽ bị gọi là thiêu đốt rất là nhanh nha, đâu chúng ta phải thu hoạch luôn đó, hấp dẫn. Ok, mấy cục bên này đâu có cháy, bị cháy đâu, cục bên kia bị cháy ra. Bên đó không biết. À, cháy bên chế tạo đâu, trời ơi cháy ghê quá. Một pha gọi là cắm trại cực kỳ nguy hiểm, các bạn thấy không? Cắm trại trên dung nham không hề dễ dàng một tí nào hết. Ai là bánh mì nè, thấy chưa nè, có bánh mì nè vịt, đó là có bánh mì để ăn rồi. Chúng ta phải cắm trại với chúng ta có được bánh mì để ăn luôn, đúng chất cắm trại luôn nè. Bây giờ chúng ta sẽ xây gì ta? Xây chuồng nha. Xây chuồng gì? À chuồng nhốt kỳ lân hả? Không, chuồng để nuôi động vật nè. Em có chuẩn bị trứng cừu nè, trứng bò và trứng heo nè. Chúng ta sẽ làm cái chuồng ở đây. Đây, để em làm nha. Em sẽ đứng trên dung nham, em tiếp tục xây cái chuồng nè. Để sẽ xây chuồng bằng cỏ đi. Đó, trời ơi, phong cận mà. Đây. Ê, nhưng mà nếu mà xây chuồng lên đây tí nữa có thu hết gà bò mình thành thịt chín hết không? Không có bị cháy đâu, nó không bị cháy gà bò cho nó không. Em cũng chuẩn bị cái thiệt, em cũng chuẩn bị cái hàng rào là cái hàng rào bằng gì ta, cái hàng rào bằng kim loại hả? Bằng kim loại bằng sắt rồi, đúng rồi, bằng sắt rồi cho nên nó không sẽ không lo bị cháy. Đó. Ok. Đây cũng vậy luôn. Lấy lại cái này. Bên này cũng vậy luôn, xong rồi đặt một cái cổng ra. Vậy là chúng mình đã có một cái ruộng cháy gần hết và mấy cái chuồng. Đó. Ok.
Đây sẽ là lần đầu tiên và lần cuối cùng chúng mình cắm trại trên mặt của Dung Cam. Trời ơi, tin được không? Ok đây, rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ bỏ động vật vào nè. Đầu tiên là cái chuồng heo, chúng ta sẽ bỏ con heo vào. Đây là bạn của Timmy. Đó. Ê, bỏ Timmy vô. Trời ơi, một đàn Timmy luôn đó. Ê, đóng cửa lại, nó chạy vô. Đóng cửa lại. Ok, chúng ta sẽ nuôi nha. Chúng ta sẽ nuôi heo ở dưới địa ngục. Đó, em có chắc là nó không đốt được heo không vậy? Không, con heo không bị cháy đâu. Con heo nó là động vật mà sao bị cháy được? Nó phải cây cỏ đâu bị cháy. Ok. Rồi. Ok rồi, bên đây là nuôi bò. Rồi bên đây nó sẽ nuôi cừu nha. Đó. Nuôi cừu, nuôi bò, nuôi heo. Ủa thế là còn thiếu con gà? Thôi mình nuôi mấy con này thôi được rồi, xây chi nhiều. Đó, vậy là chúng ta đã có được một cái buổi cắm trại mà có thể nuôi được động vật ở dưới đây luôn, ghê thiệt chứ. Trời đúng là sáng tạo. Rồi Phong quay nhìn cái ruộng Phong xem còn tí rau củ quả đâu. Hết thật rồi. Thì mình cắm trại hết trơn rồi. Trồng lại. Vẫn còn hả? Trồng lại vẫn còn hạt nè, trồng lại đi, mình cứ trồng lại thôi, mình để nó cháy kệ nó. Nhưng mà miễn mình có bánh mì mình ăn là được rồi. Tí nữa mình nuôi mấy con này nữa chứ. Đó. Chúng ta sẽ làm cái lò nướng nè. Để làm nước thức ăn cho vịt đây. Đặt ở đây đi. Đó, bây giờ nè, ở đây có thịt bò, thịt heo và thịt cừu. Vịt muốn ăn thịt gì em sẽ làm cho. Tính là quay mi một vòng em cũng vẫn quyết định là em giết mấy con này luôn. Hôm nay em giết em bằng bầy đặc thôi. Ê, cái bông tóc. Chạy. Nhà cái tôi. Chạy. Nước. Bây giờ mình sẽ nhìn vào số lượng con heo đông quá rồi. Nhìn mặt nó giống Timmy đủ rồi. Mình sẽ giết nó trước. Ok rồi, mình sẽ giết bạn của Timmy là cái rèo nè. Chặt đầu heo để làm thịt. Chặt đầu heo làm thịt nè. Làm thịt mấy con heo đi mình ơi. Dính nè. Ôi, con heo màu vàng. Có con heo màu vàng. Con heo quay nè, nó màu cam. Nhầm. Ôi, được rồi. Bây giờ dí đi mò nè. Trời ơi, không biết khi nào thịt nó mới chín đây đó, bụng quá. Ôi. Thầy đỡ quá, Phong ơi, cho anh miếng coi. Rồi quá, không làm gì hết. Mấy tay chết, mấy tay mắc mờ tay chậm, mấy chân đi. Rung như con bê đê. Giờ anh cho chị nhà ra xong rồi em đứng ngoài không? Để tí xíu thịt chín là đưa cho anh lên đi nha. Đó, ok, vịt trang trí nhà đi em coi có cái lửa. Ơi nè, có thịt heo chín đây nè. Rồi coi này. Ôi, thịt heo bên đây cũng chín luôn nè, ăn hết. Trời ơi, 6 cục luôn, mình cũng đang đói bụng anh em nhìn kìa. Thôi, thức ăn của mình còn ít quá, mình sẽ ăn hết luôn để hồi máu. Máu của mình còn có 10 máu à. Thôi, ăn nè. Trời ơi, anh lắp mấy cái đèn chưa á, đẹp cực luôn. Đâu, nhà đâu, đẹp không? Đó, mấy đèn này lung chị lên luôn đó. Trời ơi, nhưng mà lắp đèn vô vẫn sáng nha bạn. Đó, hợp tiếng không? Ôi, lại ăn đi vịt, lại ăn đi đồ ăn chín này anh. Đâu đồ ăn đâu, trời ơi, ngon quá trời, nãy giết heo chứ bò trời. Đấy. Còn đâu? Ê chết, em quên, em ăn hết rồi. Xin lỗi nha. Đâu đó, thấy không? Mày tao la mày chạy đi. Ai chu cắm chạy mày tao chung chết mày luôn. Mày tao la mày. Ai tao la mày. Mày tao cắm chạy với mày mi mày ăn hết thịt của tao mày không nhường hết đi. Anh lại xin lỗi anh. Lại cho mày giữ đi cắm chạy nữa. Mình lỡ mình ăn hết thịt của vịt, cái vịt tức, vịt cọc, vịt đánh mình anh em ơi. Ok. Thì coi như là mình đã thực hiện cái thử thách là cắm trại ở trên mặt trăng. Nhầm. Ok anh em, thì mình đã thực hiện xong thử thách là cắm trại ở trên mặt dung nham rồi. Rất cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của thành viên trong team Hero bọn mình, đó chính là anh Mr. Bịch, Timmy TV và Camu TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên của team Hero team nha. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye. Yêu anh em vãi đời.